Bắt đầu cuộc hành trình vào năm 1997, từ sự khởi xướng của báo Sài Gòn Tiếp Thị, Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao là chương trình luôn đồng hành, sát cánh với doanh nghiệp Việt, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hàng loạt hoạt động cụ thể thiết thực. 23 năm qua, với rất nhiều các hoạt động như tổ chức cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao hàng năm, tổ chức hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao và các hội chợ chuyên ngành liên quan, nghiên cứu thông tin thị trường, đào tạo, huấn luyện và truyền thông cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động hội, tổ chức kết nối thị trường, xúc tiến thương mại. Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao là tạo ra một cái sân chơi, một cái chuẩn mực để cho các doanh nghiệp mình dựa vào đó mình phấn đấu. Khi chúng ta đạt được các cái tiêu chí của hàng Việt Nam chất lượng cao thì thông qua các cuộc bình chọn của người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ chọn ra được là doanh nghiệp nào xứng đáng được vinh danh. Có thể nói là cái việc mà hội Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tạo ra cái sân chơi này, nó đã tạo ra một cái sự rất là bổ ích cho các cái doanh nghiệp khi tham gia. Điện Quang thì đã tham gia Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao từ những ngày đầu thành lập và đến nay thì đã 23 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn. Cái hoạt động của hội Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã giúp ích cho doanh nghiệp rất nhiều. Thương hiệu Điện Quang được mọi người biết tới nhiều cũng thông qua việc làm trở thành Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Chúng tôi đã đồng hành cùng với cái chương trình này suốt 23 năm qua. Nó không chỉ nó mang lại những cái lợi ích hết sức là thiết thực cho cái doanh nghiệp, còn mang lại cho cái cộng đồng của cái người tiêu dùng nữa, và kể cả cái nền kinh tế của Việt Nam nữa. Nhà nước, đảng vận động cái chương trình là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nếu không có các cái chương trình về hàng Việt Nam chất lượng cao thì rõ ràng là cái hàng Việt Nam chất lượng cao, cái chương trình này phải đi song song và phải bổ trợ cho các cái cuộc vận động lớn đó, nó mới thành công và nó mang được tiếng vang. Minh Long thì có thể nói riêng là rất là may mắn đã có dịp tham gia với hàng Việt Nam chất lượng cao ngay từ những ngày đầu, và tôi cảm thấy rằng với những cái thông tin, cách bình chọn từ khách hàng, người tiêu dùng cũng như là ban tổ chức, thì tôi thấy rằng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã làm một cách rất là công tâm, một cách rất khách quan và một cách rất là khoa học. Thông tin từ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao là những cái thông tin đáng tin cậy và tôi có thể sử dụng đó để khi chúng tôi muốn tìm một cái sản phẩm nào đó để mà dùng. Suốt trong một thời gian dài thì chúng tôi đồng hành với cái thương hiệu Việt Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Đến nay thì rõ cái sản phẩm của Namirus được người tiêu dùng biết đến và đồng thời đánh giá tốt thì cũng là thông qua thương hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Như vậy, theo chia sẻ của các doanh nghiệp, chương trình Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế rất nhiều trong suốt hành trình phát triển. Từ đây, nhiều doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao có thêm bệ đỡ, nền tảng để không ngừng lớn mạnh, vươn ra xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Hiện nay thì luật pháp chỉ mới dừng ở cái quy định là xuất xứ hàng Việt Nam dành cho hàng xuất khẩu, hàng Việt Nam dành cho lưu thông ở thị trường nội địa thì hiện nay luật pháp còn bỏ ngỏ. Hồi đã đưa ra cái nhãn hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao và hoàn toàn không lấy tiền khi mà xét cấp cái nhãn hiệu này. Tất cả những cái hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết để lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tiền, thu lợi nhân danh cái nhãn hàng thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi đều chuyển qua cho các cơ quan chức năng như cơ quan công an để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, vậy để giúp ích cho doanh nghiệp trong thời buổi kinh doanh có nhiều biến động như hiện nay, các doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã đưa ra nhiều góp ý, sáng kiến để chương trình được tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp Việt, người tiêu dùng, để hàng Việt ngày một vững chắc hơn trên thị trường. Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao nên giữ những cái giá trị cốt lõi của mình, đó là cho những cái thông tin khách quan và khoa học. Còn cái cách mà chúng ta tổ chức để như thế nào nó được hiệu quả hơn, để như thế nào nó được lan rộng hơn thì đương nhiên chúng ta phải dựa vào những cái công nghệ thông tin, truyền thông mà đang có rộng rãi trên xã hội ngày hôm nay để cho cái công việc nó làm được tốt hơn. Theo tôi là chúng ta nên rà soát lại các cái tiêu chí và cái tiêu chí này nên phối hợp để làm sao nó khớp với cả cái tiêu chí của nhà nước. Thì hiện nay luật của chúng ta về phần này thì cũng có, nhưng mà chủ yếu vẫn là cho hàng xuất khẩu. Đối với hàng trong nước là cũng chưa đầy đủ. Thì nếu mà sau này kết hợp với các cơ quan nhà nước để chúng ta ban hành cái tiêu chí thật rõ ràng thì cũng giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong cái quá trình thực hiện. Hội cũng phải rà soát là toàn bộ tất cả các
quy định, các quy chuẩn vân vân, để mà chúng ta có thể là chúng ta làm rõ hơn, hoặc là nếu thiếu sót chúng ta điều chỉnh và chúng ta bổ sung. Chúng ta cần phải có những thống nhất về hàng Việt Nam là hàng như thế nào, cũng nên có những cái từng bước chúng ta nâng cấp lên để cho hàng Việt Nam chất lượng cao nó trở thành một cái chất lượng mang tầm cỡ quốc tế. Những năm vừa rồi chúng ta cũng thấy có những cái tiêu chí là hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập.